đá hay này, hôm nào xuống xuống bản Mường Tong đá giao hữu với Mường Tong nhé. Anh ở trên huyện, anh đang đi công tác qua đây. Wow! Đây là đội bóng của Hồi Đanh hay là Tà Hàng hết? Thấy mặc áo toàn Hồi Đanh ở bên kia đúng không? Ôi, họ đá vào người mà vào. Xúc vào đó, ăn may rồi nhá. May cũng là vào. Đúng rồi, ăn may nhá. Nhặt, nhặt đi không là rơi. Rơi xa quá. Đấy, à tốt.